Thế này làm sao mà sống được hả? Ôi dồi, cái gì thế này? Trời ơi, làm sao thế? Cô đã hài lòng chưa? Nhờ phúc của cô đấy. Còn mỗi cái việc đẻ thôi mà không biết đẻ. Trông kìa, một lũ vịt rời, ngứa cả mắt. Này, mọi ngày mẹ bắn nhiếc con thế nào con cũng nhịn được, nhưng mẹ đừng đụng đến các con của con. Mẹ như thế tại sao bố lại bỏ ạ? Này, cô đừng có lo. Mày nói cái gì? Tao thì làm sao hả? Trời đất ơi, ngày xưa mẹ đã nói rồi, đừng có rước cái ngứa này về. Mà không nghe, bây giờ mới trắng mắt ra đấy. Anh cũng nghĩ giống mẹ à? Nếu không ở được với nhau ấy thì ly hôn đi. Anh không nghĩ đến các con à? Anh sinh ra chúng nó cơ mà. Cô đừng lấy con mà níu kéo tôi nữa. Ký nhanh đi. Chuyển nhượng tài sản là thế nào hả anh? Anh ấy đã làm ra số tài sản này trong thời gian chung sống với cô, nhưng không hợp vào khối tài sản có trước hôn nhân. Còn cái này, anh ấy muốn cô nghe, và sau này khi các con lớn, cô sẽ cho chúng nó nghe. Su và Di, hai con gái yêu của bố. Bố và các con cùng chơi trốn tìm nhé. Bố là người trốn, nhưng các con không cần tìm, vì bố luôn ở bên các con. Mẹ sẽ thay bố chăm lo cho các con. Còn em phải sống phần của anh nữa nhé. Anh thương em, anh yêu ba mẹ con lắm. Anh ơi, thế bây giờ anh ấy đang ở đâu ạ? Tại sao anh ấy lại giấu em chuyện bệnh thật chứ? Anh ơi, anh đưa em tới gặp anh ấy đi mà, anh. Còn nên nghĩa, con với nó có hai đứa con kia mà. Nghĩa, về để ở với mẹ.